Chưa kịp bước chân vào cánh cửa NATO, chính phủ Thụy Điển đã thừa nhận thất bại khi thủ tướng xin từ chức. Các bạn thân mến, trong một mùa hè bị bao phủ bởi bóng đen xung đột, Thụy Điển là quốc gia EU thứ tư chứng kiến sự thay đổi quyền lực khi thủ tướng Magdalena Andersson phải cay đắng rời ghế của mình. Chính phủ của bà không chịu đựng được trước tình trạng bất ổn chính trị giữa bối cảnh lá đơn xin gia nhập NATO đang được xét duyệt. Có vẻ như hôm 15 tháng 9 là một ngày đầy sóng gió đối với các nữ thủ tướng của châu Âu. Nếu thủ tướng Thụy Điển buộc phải rời ghế sau thất bại trên chính trường, thì nữ thủ tướng Pháp lại nhận được bức thư cảnh báo của hơn 200 thị trưởng khi Paris đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng do khủng hoảng năng lượng. Chưa bao giờ châu Âu lại tỏ ra bất ổn như hiện tại. Hãng tin Bloomberg cho biết, thủ tướng Magdalena Andersson đã thừa nhận thất bại, đồng thời từ chức vào hôm 15 tháng 9. Vị trí thủ tướng nhiều khả năng sẽ thuộc về lãnh đạo phe đối lập trung hữu Ulrike Stetson khi ông tuyên bố chiến thắng sau 3 ngày kiểm phiếu tỉ mỉ. Trong cuộc tổng tuyển cử, phe của ông Chris Stetson đã giành lợi thế với 3 ghế siêu sao. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Magdalena Andersson đã thừa nhận thất bại, đồng thời sẽ rời ghế nhưng vẫn là lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Xã hội đối lập. Chỉ có điều, nếu nữ thủ tướng Phần Lan gặp những tai tiếng liên quan đến đời sống cá nhân, thì nữ thủ tướng Thụy Điển gặp áp lực liên quan đến các vấn đề về suy thoái kinh tế. Thử thách mới cho phe chiến thắng không hề dễ dàng. Thủ tướng tương lai Chris Stetson hiện phải đối mặt với một thách thức mới là làm sao để tập hợp một chính phủ trung thành với ông từ các nhóm có mâu thuẫn rất khác nhau. Thụy Điển, quốc gia thiên đường với hơn 200 năm ung dung đứng ở vị trí trung lập, trở nên cường thịnh tại khu vực Bắc Âu. Họ trở nên bất ổn hơn kể từ khi từ bỏ chương trình nghị sự trung lập để xin gia nhập NATO. Kết quả là Thủ tướng Magdalena Andersson đã không gánh vác được khủng hoảng trong nước. Chính phủ mới của ông Chris Stetson được hình thành rất mong manh, chắc chắn sẽ khiến nhà lãnh đạo này mất ngủ hàng đêm. Vậy những khó khăn đó là gì? Bất ổn chính trị là điều mà Stockholm không thể chịu được với tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra và đơn xin gia nhập NATO thì đang được tiến hành xem xét. Thụy Điển cũng đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào tháng 1. Hồi tháng 5, Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi chứng kiến Nga đưa quân vào Ukraine. Cho đến nay, cả chính quyền Thụy Điển và Phần Lan đều giảm sút uy tín. Thế nhưng thật đáng buồn thay, chiếc ghế của Thủ tướng Thụy Điển đã không đứng vững cho đến ngày quốc gia lớn nhất Bắc Âu được bước chân vào khối quân sự NATO. Sự sụp đổ của chính phủ Thụy Điển không phải bất ngờ, khi trong thời gian 3 tháng qua, một loạt thủ tướng ở châu Âu phải rời khỏi chức vụ do hậu quả kinh tế suy thoái mà nguyên nhân chính là căng thẳng với Nga. Đầu tiên là thủ tướng Bulgaria và Anh từ chức, nối gót theo sau là thủ tướng Italy. Đặc biệt là khủng hoảng ở Italy đã leo thang thành khủng hoảng chính trị. Vấn đề là Italy đang là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu và đang phát huy vai trò to lớn bên cạnh hai đầu tàu là Đức và Pháp. Trước đó, khi Anh rời EU vì Brexit, nên trong vài năm qua, châu Âu đang có xu hướng xây dựng bộ ba Đức, Pháp, Italy làm lãnh đạo trụ cột. Khủng hoảng chính trị ở Italy cũng vì thế đang đe dọa tới cả khối EU. Bây giờ chúng ta hãy quay sang Tây Âu để chứng kiến ông lớn Pháp đang vật lộn như thế nào. Các thành phố của Pháp trên bờ vực của một cơn sóng thần tài chính khi chi phí năng lượng tăng cao gây áp lực lên ngân sách của chính quyền địa phương. Theo hãng tin Express của Vương quốc Anh, Thủ tướng Pháp Elisabeth Bond đã được cảnh báo trong một bức thư ngỏ từ hơn 200 thị trưởng cánh hữu ở vùng Oise, một quận phần lớn là nông thôn ở phía bắc Paris. Các nhà chức trách đồng ký kết kêu gọi chính phủ mở rộng các biện pháp tài trợ cho chính quyền địa phương khi quốc gia bước vào mùa đông. Họ kêu bà Bond tăng số tiền tài trợ hoạt động tổng thể do tiểu bang phân bổ cho các thành phố địa phương. Đồng thời, các thị trưởng cũng kêu gọi thiết lập một lá chắn thuế quan cho các thị trấn muốn điều chỉnh giá năng lượng quy định. Lá chắn thuế quan là một biện pháp quốc gia được đưa ra vào tháng 10 năm 2021 để đóng băng giá năng lượng. Bức thư được dẫn đầu bởi Christopher Dietrich, thị trưởng Lanneville và ủy viên hội đồng bộ, cùng Edouard Couture, một thượng nghị sĩ và ủy viên hội đồng khu vực. Ông Couture nói với tờ báo, các dự luật đang bùng nổ và chính phủ đang nhìn theo hướng khác. Trong bức thư ngỏ của mình, hai quan chức địa phương hy vọng chính phủ liên bang sẽ nhanh chóng hành động để kiềm chế giá năng lượng ngày một tăng cao khi mùa đông sắp gõ cửa. Ông Dietrich nói rằng, hơn 200 thị trưởng trong cùng một khu vực là con số rất đáng kể. Chúng tôi hy vọng những nơi khác cũng sẽ làm theo.
Trước đó, Hiệp hội Thị trưởng Nông thôn Pháp đã công bố một bức thư tương tự cáo buộc chính phủ Pháp đã bỏ bê các cộng đồng nông thôn trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Cơ quan này kêu gọi bà Bond xem xét cách tiếp cận phân bổ trong dự luật tài chính năm 2023, dự kiến sẽ được trình bày vào cuối tháng. Một số thị trưởng địa phương đe dọa ngừng trả tiền tăng giá cho hóa đơn năng lượng của họ, ước tính có khả năng tăng từ 50 đến 200%. Trong bối cảnh này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải thừa nhận Paris đang sống trong một thời kỳ biến động ghê gớm. Theo đó, Pháp gánh chịu những cuộc khủng hoảng nối nhau liên tiếp và mỗi cuộc khủng hoảng sau lại tồi tệ hơn khủng hoảng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình trạng biến đổi khí hậu gây nên. Như vậy, thời kỳ giàu có, no đủ của Pháp đã chấm dứt. Bên cạnh cuộc xung đột quân sự hao người tốn của kèm theo chết chóc và tàn phá hiện nay, còn tồn tại một cuộc đấu tranh khác đang diễn ra song song và không kém phần dữ dội. Đó là cuộc tấn công và trả đũa kinh tế, cũng có quy mô khốc liệt chưa từng thấy kể từ những năm 1940. Mục đích chiến lược của Điện Kremlin là gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng vào cuối mùa đông ở châu Âu để phá vỡ ý chí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong việc tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự và kinh tế cho chính quyền Kiev. Quay trở lại với Thụy Điển, xứ thiên đường của Bắc Âu, có vẻ như cái dớp cứ chống Nga là sụp đổ đã được minh chứng từ trong lịch sử. Tấn công Nga vào mùa đông, sai lầm khiến họ phải trả giá bằng cả đế chế. Quay trở lại thế kỷ 17, Thụy Điển là một cường quốc quân sự hùng mạnh trên thế giới. Họ từng tung quân đánh chiếm nhiều vùng đất ở châu Âu, nhưng cuối cùng phải trả giá đắt khi xâm lược Nga. Vốn là một nước nghèo với dân số thừa thớt, Thụy Điển thời Trung Cổ không thể sánh được với các đối thủ lớn lúc bấy giờ như Pháp và Nga về nguồn lực. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi vào đầu thế kỷ 17 khi vua Gustav Adolf lên ngôi. Ông nổi tiếng là chỉ huy quân sự thông minh và sáng tạo, theo đuổi phương thức tác chiến cơ động và linh hoạt phù hợp với Thụy Điển. Vào thời đó, quân đội các nước trên thế giới chủ yếu gồm nông dân và lính đánh thuê được trả lương thấp đến mức phải đi cướp bóc, trong khi Thụy Điển đã duy trì đội quân chính quy thường trực được huấn luyện bài bản. Khi quân đội các nước mới chuyển từ kiếm và giáo sang súng hỏa mai, vua Gustav đã tăng cường các vũ khí sử dụng thuốc súng cho quân đội. Hầu hết, pháo binh thời đó được bố trí cố định trên chiến trường, nhưng các trung đoàn bộ binh Thụy Điển đã sở hữu những loại khẩu pháo dã chiến nhẹ và có khả năng cơ động cao để yểm trợ binh sĩ trong suốt trận đánh. Những kỹ thuật, chiến thuật này giúp quân đội Thụy Điển liên tiếp giành chiến thắng vang dội trên chiến trường. Trong cuộc chiến 30 năm, từ năm 1618 đến 1648, quân đội Thụy Điển tiến như vũ bão về phía Nam, gần như chiếm cả thành phố Prague và Vienna ở sâu trong vùng Trung Âu. Đỉnh cao thắng lợi của Thụy Điển là trận Breitenfeld, vùng đất ngày nay ở gần thành phố Leipzig của Đức, vào tháng 9 năm 1631. Quân đội gồm 23.000 lính Thụy Điển và 18.000 người Saxon gần như xóa sổ toàn bộ lực lượng gồm 35.000 binh sĩ đế quốc La Mã Thần Thánh mà chỉ tổn thất có 5.500 người. Thắng lợi trong các trận đánh với quân Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan và Nga sau đó đã giúp Thụy Điển giành được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Ba Lan và phía đông nước Đức ngày nay, đồng thời trở thành một cường quốc ở khu vực Baltic. Năm 1708, Thụy Điển xua quân xâm lược Nga, nhưng quyết định này đã khiến họ phải trả giá đắt. Đây là một phần trong chiến tranh phương Bắc vĩ đại từ năm 1700 đến năm 1721, cuộc đối đầu giữa hai liên minh do Thụy Điển và Nga dẫn đầu. Quân đội Thụy Điển nằm dưới quyền chỉ huy của vua Charles XII, vị vua trẻ được mệnh danh là Sư tử phương Bắc. Đối thủ của ông là Peter Đại Đế của nước Nga. Nếu thắng trận chiến này, Thụy Điển sẽ chiếm vị thế bá chủ vùng Baltic, kiểm soát cả Đông Âu và Trung Âu. Charles tiến đánh Nga chỉ với 40.000 quân, lực lượng nhỏ hơn nhiều so với 500.000 binh sĩ của Napoleon vào năm 1812 và 3 triệu lính Đức trong chiến dịch Barbarossa vào năm 1941. Quân Thụy Điển có khởi đầu thuận lợi khi loại bỏ liên quân Đan Mạch Na Uy và đế chế Ba Lan Litva ra khỏi cuộc chiến. Chiến thuật chia nhỏ đội hình của Thụy Điển vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong trận đánh năm 1700 ở vùng Narva thuộc Estonia ngày nay, 12.000 quân Thụy Điển gần như xóa sổ 37.000 lính Nga khi giao tranh trong bão tuyết. Tuy nhiên, quân đội Nga sau đó áp dụng chiến thuật tiêu thổ, phá hủy mọi thứ trước khi lùi sâu vào trong lãnh thổ rộng lớn của mình, bỏ lại sau lưng những thứ đối phương không thể tận dụng. Các đơn vị lính Nga cũng tổ chức phục kích tiêu diệt lực lượng tăng viện và bổ sung hậu cần của Thụy Điển.
Năm 1709, châu Âu trải qua mùa đông lạnh giá chưa từng có trong vòng 500 năm. Lúc này, quân Thụy Điển mắc kẹt trong khu vực bị tiêu thổ, không có thức ăn và nơi trú ẩn. Có thời điểm, Thụy Điển mất hơn 2.000 lính vì giá rét chỉ trong một đêm. Số phận đế chế Thụy Điển được định đoạt trong trận Poltava vào tháng 6 năm 1709, đợt lạnh giá đầu năm khiến lực lượng tiêu hao nặng nề. Thụy Điển chỉ còn 20.000 binh sĩ và 34 khẩu pháo, nhưng vua Charles vẫn quyết định bao vây Poltava, khiến Peter Đại Đế ra lệnh điều 80.000 quân tới giải vây. Quân Nga chặn đứng cuộc tấn công của Thụy Điển, sau đó tổ chức phản công với lực lượng vượt trội và bao vây phong tỏa đối phương. Trong trận này, Thụy Điển tổn thất gần như toàn bộ lực lượng khi có tới 19.000 binh sĩ thương vong. Nga cũng chịu tổn thất lớn nhưng được tăng viện nhanh chóng, yếu tố mà đối phương không có. Vua Charles XII rút khỏi Nga với 543 lính sống sót và phải sống lưu vong trong 5 năm. Thụy Điển mất hết lãnh thổ ở vùng Baltic, đế chế của họ cũng theo đó mà sụp đổ. Cả Napoleon và Hitler sau này đều không rút ra được bài học từ thất bại cay đắng của Charles XII. Trong vòng 250 năm, ba thế lực thống trị châu Âu đều tấn công Nga trong mùa đông lạnh giá và đều hứng chịu thảm bại. Nói chính xác hơn thì Pháp và Đức đều rút kinh nghiệm đánh Nga vào mùa hè, tưởng giành chiến thắng ngay nhưng không thành, dây sang mùa đông và thế là lại ăn hạch. Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi chính phủ Thủ tướng Magdalena Andersson đã sụp đổ, liệu gia nhập NATO có phải an toàn tuyệt đối dành cho Thụy Điển hay không? Ở Thụy Điển, nhiều người cho rằng việc gia nhập NATO sẽ không khiến nước này an toàn hơn. Khả năng răn đe hạt nhân của NATO làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ dấy lên cuộc chạy đua vũ trang với Nga. Điều này làm phức tạp các nỗ lực hòa bình và khiến Thụy Điển trở thành một nơi kém an toàn hơn. Một mối lo ngại khác là nếu gia nhập liên minh quân sự, Thụy Điển sẽ mất vai trò tiên phong trên toàn cầu trong các nỗ lực giải trừ hạt nhân. Ở Thụy Điển, rất nhiều nhân vật hoài nghi NATO đã nhìn lại giai đoạn 1960 đến 1980 khi nước này tận dụng vị trí trung lập để trở thành một nhà trung gian hòa giải quốc tế và đồng minh của thế giới thuộc địa. Thụy Điển đã từng lên tiếng chỉ trích Liên Xô và Mỹ. Trong thập kỷ 1970, họ đã từng tuyên bố rằng mình là quốc gia phương Tây duy nhất ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc của Nam Phi. Nếu Thụy Điển gia nhập NATO, nước này sẽ từ bỏ giấc mơ trở thành nhà hòa giải. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.